Thiên hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên hoàng K. Hôm nay Thiên hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của Phạm Tín An Ninh có tựa đề là Người quá phụ giờ thứ 25. Tôi gặp chị trong buổi họp của các anh khóa 17 võ bị Đà Lạt được tổ chức tại một nhà hàng ở thành phố Westminster, Nam California nhằm kỷ niệm 55 năm ngày mãn khóa vợ chồng tôi có chút cơ duyên được xếp ngồi cùng bàn với chị qua đôi lời chào hỏi đầu tiên chúng tôi biết chị từ việt nam mới sang theo lời mời của ban tổ chức muốn dành cho chị một ân tình đặc biệt để có cơ hội gặp lại những người bạn cùng khóa lê lai với phu quân của chị là cố sinh viên sĩ quan đoàn đình thiệu sau nghi thức chào quốc kỳ là một lễ tưởng niệm những vị đồng môn đã hy sinh trong không khí rất trang trọng, cảm động và mang nhiều ý nghĩa. Trên bàn thờ phía sau những ngọn nến lung linh là hình phóng lớn của tấm bia đá tưởng niệm có khắc đậm tên 79 vị sĩ quan khóa 17 đã lẫm liệt hy sinh trong cuộc chiến. Tấm bia này là một kỳ công được các cựu sinh viên sĩ quan khóa 17 thực hiện và dựng tại công viên Victor Memorial Veterans Park thuộc thành phố Greer, tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ từ tháng 6 năm 2008. Khi chị Thiệu cùng một số cô nhi quả phụ khác của khóa 17 được mời lên thắp hương trước bàn thờ tử sĩ và nhận món quà lưu niệm của khóa, qua lời giới thiệu của người điều khiển chương trình, chúng tôi được biết nhiều hơn về chị. Và trong số những cô nhi quả phụ cùng đứng chung với chị. Chúng tôi còn nhận ra cháu Võ Hải, trưởng nam của Đại tá Võ Toàn. Vị Đại tá duy nhất của khóa đã hy sinh cũng vào giờ thứ 25 khi quân đoàn 1 di tản. Đến bây giờ chưa biết thân xác nằm ở nơi đâu. Và phu nhân của Trung tá Võ Vàng, một cấp chỉ huy nổi tiếng trong binh chủng biệt động quân, đã bị kẻ thù sát hại dã man tại trại tù Kỳ Sơn, Quảng Nam sau 1975. Thiếu tá đoàn đình thiệu tử trận tại Phú Lâm vào khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 năm 75, hơn một giờ sau lệnh buông súng của tướng Dương Văn Minh. Khi ấy anh là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 86 biệt động quân, mà tiểu đoàn trưởng là thiếu tá Trần Tiễn San, một niên đệ khóa 19 võ bị của anh. Trước khi ra đơn vị này, thiếu tá Thiệu phục vụ nhiều năm tại Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân Dục Mỹ với chức vụ trưởng khối yểm trợ do quyết định của tướng Đỗ Kế Giai, chỉ huy trưởng binh chủng biệt động quân. Một số sĩ quan phục vụ lâu năm tại quân trường hay giữ những phần hành tham mưu được điều động hoán chuyển ra các đơn vị tác chiến. Cuối năm 74, đúng vào lúc Thiếu tá Thiệu nhận lệnh hoán chuyển tại Trung tâm Huấn luyện Biệt Động Quân, đang có Liên đoàn 8 Biệt Động Quân vừa mới được thành lập với đa phần quân số từ các tiểu đoàn 7, 9, 11 quân cảnh, giải tán, bổ sung cho binh chủng biệt động quân, nên nhân tiện ông xin ra phục vụ ở đơn vị tân lập này. Vì ở quân trường và đảm trách một phần hành tham mưu khá lâu, nên khi ra đơn vị tác chiến, ông không thể đảm nhận một chức vụ chỉ huy ngay trong thời gian ban đầu. Do đó ông tìm gặp thiếu tá Trần Tiễn San, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 86, và ngỏ ý muốn được về làm tiểu đoàn phó Cho thiếu tá San Một niên đệ khóa 19 Mà lúc còn trong trường võ bị Đà Lạt Ông có trách nhiệm Hướng dẫn dạy dỗ với tư cách niên trưởng Biết ông là niên trưởng Lại có thâm niên cấp bậc hơn mình Thiếu tá San muốn giúp đỡ Nhưng rất e ngại Nên đề nghị ông phải làm đơn Gửi lên thiếu tướng, chỉ huy trưởng Biệt động quân Để trình bày nguyện vọng của mình cuối cùng ông được toại nguyện để nhận thiếu tá thiệu về làm tiểu đoàn phó cho mình thiếu tá trần tiễn san còn phải giải quyết một vài khó khăn tế nhị khác vì lúc ấy tiểu đoàn đã có tiểu đoàn phó là đại úy phan trí viễn thiếu tá san đã năn nỉ đại úy viễn sang làm trưởng ban ba tiểu đoàn và xin liên đoàn nhận anh đại úy trưởng ban ba cũ về giữ một chức vụ tại bộ chỉ huy liên đoàn Thông cảm cho anh, tất cả đều vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của anh. Kính nể một niên trưởng có tư cách, thiếu tá San đã dành cho vị tiểu đoàn phó nhiều ưu ái đặc biệt. Có điều đúng vào thời điểm thiếu tá Thiệu ra đơn vị, cuộc chiến đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Sau khi Mỹ bất chấp những phản đối của Việt Nam Cộng Hòa, đã tự cho mình ngồi ngang hàng với Cộng sản Bắc Việt và đơn phương nhượng bộ quá nhiều điều trong Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 73, chứng tỏ ý định sớm bỏ rơi đồng minh, phủi tay cuộc chiến. lợi dụng điều này, cộng quân đã ồ ạt à tung nhiều sư đoàn với lực lượng chiến xa từ miền Bắc và Lào theo đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập Nam Việt Nam, đồng loạt mở các cuộc tấn công quy mô vào các đơn vị phòng thủ của ta. Phước Long là tỉnh đầu tiên bị thất thủ vào ngày 6 tháng Giêng năm 75, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào từ phía Hoa Kỳ can thiệp hay phản đối Cộng sản Bắc Việt vi phạm hiệp định. Điều này đã báo hiệu cho số phận của Việt Nam Cộng Hòa. Liên đoàn 8 biệt động quân ban đầu đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Vũ Phi Hùng, với ba vị tiểu đoàn trưởng đều là niên đệ võ bị của Thiếu tá Đoàn Đình Thiệu. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam khóa 20, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 84, Thiếu tá Trần Tiễn San khóa 19, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 86 và thiếu tá Nguyễn Hữu Mạnh khóa 20, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 87. Thiếu tá Thiệu chọn về làm tiểu đoàn phó cho một niên đệ khóa 19 là khóa đàn em có nhiều gắn bó và xem như học trò của khóa 17, thời họ còn là những sinh viên sĩ quan. Dù chưa được trang bị và huấn luyện đầy đủ, liên đoàn nhận lệnh của bộ tổng tham mưu di chuyển về Sài Gòn để giữ an ninh trong dịp Tết nguyên đáng. Liên đoàn đặc trách phòng thủ khu vực từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 4, ngoại trừ tiểu đoàn 84 đặc trách một khu vực kế cận. Vào những ngày đầu tháng 4/75, liên đoàn 8 biệt động quân thường phối hợp cùng lữ đoàn 4 nhảy dù tân lập mở các cuộc hành quân vào mật khu Lý Văn Mạnh và đã phát giác có sự hiện diện của nhiều đơn vị chính quy Bắc Việt đang hoạt động ém quân tại đây để đề phòng cho trường hợp bị tấn công bởi các đại đơn vị này của địch đại tá vũ phi hùng liên đoàn trưởng bàn bạc với các tiểu đoàn trưởng vạch ra một kế hoạch ứng phó khi tình hình trở nên nguy ngập được gọi là kế hoạch bravo các tiểu đoàn tự rút về giáo sứ tân phú của linh mục đinh xuân hải để tái phối trí và tiếp tục chiến đấu tại đây khoảng hai tuần lễ sau đó Sư đoàn 106 Biệt Động Quân được thành lập với vị tư lệnh là Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Đại tá Vũ Phi Hùng, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 8 Biệt Động Quân được chỉ định giữ chức vụ tham mưu trưởng và bàn giao liên đoàn cho Trung tá Trung Thanh Tòng từ Biệt Động Quân vùng 1 di tán. Ngày 27 tháng 4, 75, Cộng quân mở các cuộc tấn công liên tục vào tuyến phòng thủ của tiểu đoàn 84 và 87. Hai vị tiểu đoàn trưởng xuất sắc cùng xuất thân khóa 20 Võ bị đã anh dũng điều quân chiến đấu, yểm trợ cho nhau để giữ vững phòng tuyến. Lực lượng địch quá đông và có chiến xa T54 hỗ trợ, trong khi bên ta đã có nhiều binh sĩ thương vong, đạn dược cạn dần. Đến tối ngày 29 tháng 4/75, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nên các đơn vị đề nghị thực hiện kế hoạch Bravo rút về giáo sứ Tân Phú, lập tuyến phòng thủ mới như đã dự trù. Nhưng Đại tá Vũ Phi Hùng từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 106 cho biết kế hoạch này không thể thực hiện được nữa vì nhiều đơn vị cộng quân đã thâm nhập vào Sài Gòn từ các hướng khác. Trong tình huống này, vẫn không có cách nào khác hơn. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, Liên đoàn ra lệnh bằng mọi giá phải mở đường máu lui binh về hướng Sài Gòn tiểu đoàn 84 của thiếu tá Nguyễn Văn Nam lúc ấy đang bố trí dọc theo xa lộ Đại Hàn, bị áp lực nặng nề nhất do nhiều chiến xa của địch bao vây tấn công liên tục. Tiểu đoàn 87 của thiếu tá Nguyễn Hữu Mạnh rút ra từ mật khu Lý Văn Mạnh, mở đường cho Bộ Chỉ huy Liên đoàn và tiểu đoàn 86 của thiếu tá Trần Tiễn San vừa rút ra sau cùng, vừa làm lực lượng án ngữ bọc hậu. Cuộc lui binh rất khó khăn, trong lúc bị địch quân bao vây tấn công từ mọi phía. Thiếu tá San ra lệnh cho tiểu đoàn phó, đoàn đình thiệu thu nhặt hết số súng thẳng dư bỏ vào ổ súng cối 81 ly để thiêu hủy. Pháo đội pháo binh trong căn cứ bộ chỉ huy liên đoàn có 4 khẩu đại bác 105 ly, nhưng mỗi khẩu chỉ còn một quả đạn trong nòng. Thiếu tá San cho lệnh bắn trực xạ vào những điểm địch quân tấn công mạnh nhất sau đó phá hủy súng và yêu cầu pháo đội rút theo bộ chỉ huy liên đoàn. Tiểu đoàn phải mở đường máu để có thể thoát ra khỏi vùng vây của địch, nên tất cả thương binh đành phải bỏ lại phía sau. Trong lúc vừa điều quân vừa chiến đấu, thiếu tá San bị thương ở mặt, phải bò đến một mô đất tạm ẩn nấp để tự băng bó. Đúng lúc ấy, Trung úy Đoàn Ngọc Lợi khóa 26 võ bị, đại đội trưởng, đại đội chỉ huy, chạy đến báo cáo là niên trưởng đoàn đình thiệu vừa mới hy sinh bên bờ ruộng. Ông bị bắn đích động mạch ở chân. Mấy người lính trung thành ngõ ý cõng ông theo, nhưng ông khoác tay bảo chạy gấp đi, anh không thể sống được. Trung ý lợi còn cho biết trước khi nhắm mắt, ông hỏi lợi, moa chết rồi ai sẽ nuôi vợ con đây? Lúc ấy khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4, sau đúng một giờ tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng sau đó thiếu tá san cùng nhiều cấp chỉ huy khác bị bắt đưa vào làng vì bị thương ở đầu máu ra nhiều nên anh được cho về gia đình đưa vào điều trị tại bệnh viện triều châu một ông chú nghe tin vào thăm biếu anh ba chục ngàn đồng anh cho người nhà tìm gặp gia đình thiếu tá đoàn đình thiệu báo tin về cái chết của người niên trưởng chị thiệu tìm đến thăm anh và hỏi kỹ địa điểm anh thiệu đang nằm để đi tìm anh san chỉ dẫn chia buồn và biếu chị Thiệu 30 000 đồng mà ông chú vừa mới cho anh. Theo lời kể của chị Thiệu, vì tình hình lúc ấy rất hỗn loạn, tiếng súng vẫn còn nổ khắp nơi, nhiều đơn vị của ta không chịu buông súng và vẫn tiếp chiến đấu nên chị không dám đi tìm anh Thiệu. Hơn nữa chị cũng không rành đường xá ở đây, đành phải nhờ cậu em trai dùng xe Honda len lỏi tìm đến vị trí mà thiếu tá San chỉ dẫn cậu em tìm được xác anh Thiệu, nhưng không thể tìm được bất cứ một phương tiện nào để chuyên chở, và cũng không biết sẽ trở về đâu trong tình thế lúc này. Cuối cùng rất may mắn, một anh tài xế xe rác nặng tấm lòng với quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vui vẻ nhận lời giúp đỡ sau khi đổ hết rác trên xe xuống bên vệ đường. Theo sự hướng dẫn của cậu em chị Thiệu, nhưng cũng rất nhiều khó khăn, anh tài xế mới đưa xe đến được vị trí nơi anh Thiệu nằm sau một lúc thảo luận cuối cùng hai anh chở xác thiếu tá thiệu đến nhà thờ bùi phát để nhờ giúp đỡ và cũng rất may mắn đã gặp đúng một vị linh mục nhân từ cha trần quốc phú vui vẻ nhận lời đứng ra tẩm liệm và chôn cất thiếu tá thiệu ngay trong khu đất của nhà thờ chị thiệu thường xuyên đưa các con đến đây thăm viếng và xây lại ngôi mộ cho chồng mấy năm sau chị xin hỏa táng và mang cho cốt anh về thờ tại Tư Gia ở Mỹ Tho. Lúc thiếu tá Thiệu mất, anh chỉ có ba con, hai trai 9 tuổi và 7 tuổi, cô con gái Út chưa tròn 12 tháng. Sau này cháu trai lớn mất, cháu gái định cư ở Úc, hiện nay chỉ sống với cậu con trai thứ tại Mỹ Tho, quê hương của chị. Điều đáng ngưỡng mộ hơn, khi chồng hy sinh chị còn quá trẻ, nổi tiếng có nhan sắc, nhưng không hề bước thêm một bước nào nữa ở vậy nuôi dạy các con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn nghiệt ngã. Cả hai cháu đều nên người thành đạt, hiếu thảo và luôn sống với niềm tự hào về người cha võ bị, từng sống rất tư cách và chết hiên ngang. Cuộc chiến Việt Nam đã gây ra biết bao đau thương tang tóc. Vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, có biết bao nhiêu người đàn bà trở thành quá phụ, biết bao đứa con thơ trở thành cô nhi, nhiều cháu chưa hề biết mặt cha mình không những không được hưởng bất cứ một ân sủng nào của quốc gia khi chồng cha hy sinh cho tổ quốc mà họ còn bị kẻ thù phân biệt đối xử nhục mạ và phải đương đầu với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống những người như chị đoàn đình thiệu rất xứng đáng để chúng ta biết ơn và ngợi ca sự hy sinh nào của những người lính hay vợ con của lính cũng đều tiềm ẩn những ý nghĩa cao quý cho dù những cái chết vô danh không được truy thăng hay chôn cất theo lễ nghi quân cách, với tổ quốc và lịch sử dân tộc, những hy sinh dù trong âm thầm vẫn mãi mãi là điều bất diệt. Viết những dòng này xin được thay bó hoa hồng tươi thắm nhất gửi đến chị Đoàn Đình Thiệu và các cháu cũng như những cô nhi quả phụ khác của giờ thứ 25, lòng tri ân và ngưỡng mộ của những người một thời từng là đồng đội, là huynh đệ của phu quân các chị người cha đáng kính của các cháu và xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho những người đã sẵn sàng chấp nhận những số phận nghiệt ngã, hy sinh nhưng vẫn luôn hãnh diện có chồng, cha là lính chiến Việt Nam Cộng Hòa đã dám chết cho quê hương dân tộc. Phạm Tín An Ninh, California tháng 4 năm 2018 Các bạn vừa nghe xong một bài viết nói về những cái chết rất là oai hùng của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào giờ thứ 25. Tác giả Phạm Tín An Ninh. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.